Minasan konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học từ mới cấp độ N3, phần danh từ A từ số 101 đến 120. Chúng ta cùng nhau bắt đầu phần video của ngày hôm nay với 20 danh từ tiếp theo. Đó là các danh từ hẳn, mê si, mên kiểu, ô cử, dên hẳn, cô hẳn, sai cô, sai tệ, 最初, 最後, 自動, 自動, 種類, 性格. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp theo, đó là 性質, 順番, 番, 方向, 製品, 値上がり, 生. Từ đầu tiên đó là hằng, từ số 101. Hằng là chữ Hán, là chữ phán, chỉ là con dấu hằng. Và 書類に hằng を押す, đóng dấu là hang o osu. Đóng dấu vào đâu đó thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ni. Shurui ni hang o osu. Hang o osu là đóng dấu, hang o tsuku cũng dùng là để đóng dấu. Hang ko là chỉ con dấu, in là cái dấu hoặc cái ấn đó. In kang đó là chỉ con dấu, chữ ấn và chữ giám. In kang, in hang ko, các bạn chú ý nhé. Từ số 102 đó là danh thứ ghép lại với nhau chỉ danh thiếp. Meshi, meshi và meshi kado hoặc là meshi thôi cũng được. Thì đối với người Nhật có một cái văn hóa đó là trao danh thiếp ngay trong lần đầu gặp mặt, đúng không ạ? Và thường khi người ta đưa danh thiếp cho người đối diện thì người ta sẽ quay chiều làm sao để người đối diện đọc dễ dàng thấy cái phần đó nhất. Thì đó chính là meshi. Meshi o kokan suru, trao đổi danh thiếp, dùng động từ kokan suru. Meshi o kokan suru. Party de atta hito ni meshi o kubatta. Tôi đã kubaru, tôi đã kubatta, đã trao đổi, đã phát danh thiếp cho những người mà tôi đã gặp ở bữa tiệc. Meshi kokan đó là sự trao đổi danh thiếp, đây là một văn hóa của Nhật đúng không ạ? Meshi kokan. Menkyo đó là giấy phép hoặc là những cái chứng chỉ hoặc những bằng hoặc là thể hiện cả sự cho phép. Menkyo ghép bởi chữ miễn và chữ khả. Menkyo. Restaurant を開くには調理師の免許が必要だ. 調理師 là cái người mà điều chỉnh cái đồ ăn á, người để nấu ăn thì đó gọi là đầu bếp. 調理師の免許 có nghĩa là chứng chỉ đầu bếp hoặc là bằng đầu bếp đó. Thì ở Nhật Bản để có thể mở nhà hàng đó thì cần thiết là phải có bằng hoặc chứng chỉ đó. Restaurant を開くには調理師の免許が必要だ. 免許を取る chỉ giấy, lấy giấy phép hoặc là lấy bằng. 免許を与える trao giấy phép. Ưng tên men kiểu, giấy phép lái xe. Kyo in men kiểu là chứng chỉ sư phạm. Ishin men kiểu là giấy phép y tế. Men kiểu sho đó là chỉ là giấy phép, giấy chứng nhận. Oku đó là chữ đa, chỉ là nhiều. Oku. Olympic ni wa oku no kuni ga sanka shita. Các bạn chú ý nhé, nhiều gì đó đi kèm với danh từ thì chúng ta kết nối bởi trợ từ no. Oku no. Oku ở đây kiểu như là một danh từ, còn oi là tính từ cũng không được, oi no không được, oi kuni cũng không dùng, mà dùng là oku no. Oku no kuni ga sanka shita. Các bạn hãy học thuộc câu này nhé, bởi vì oku no gì đó rất hay được dùng. Oku no kuni, oku no hito, oku no hito, oku ni kuni. Chikaku nghĩa là gần, còn toku nghĩa là xa. Zenhang là chữ tiền và chữ bán ghép lại với nhau chỉ hiệp 1 hoặc phần trước. Kohang là hậu bán, nghĩa là hiệp 2 phần sau. Cả một sự vật sự việc đúng không ạ? Coi như là một địa và chia làm đôi thì mỗi bên là một nửa, là bán phần là hang và phần đằng trước là zenhang, phần đằng sau là kohang. Trong một trận đấu bóng đá thì được chia thành kohang và zenhang đúng không ạ? Hiệp 1, hiệp 2 đó. 映画の前半は退屈だったが後半は面白かった。Nghĩa là phần đầu của bộ phim thì rất là nhàm chán, buồn tẻ. 退屈. Nhưng phần sau thì rất là thú vị. Các bạn chú ý nhé. Danh từ mới 退屈. Từ số 107, psycho. Psycho là chữ tối ghép lại với chữ cao, nghĩa là cao nhất, tốt nhất hoặc tuyệt nhất thì cũng dùng là psycho. Psycho kiểu nhiệt độ cao nhất. この店は昨日最店以来最高の売り上げを記録した。記録した。Nghĩa là cửa hàng này thì ngày hôm qua doanh thu,売り上げ là doanh thu đã đạt kỷ lục, 記録, đã ghi vào kỷ lục cao nhất kể từ sau khi mà khai tên, đó là từ sau khi mà mở cửa hàng.
Nghĩa thứ hai của psycho ở đây là gì? Liên quan đến cảm xúc. Psycho no kibun, tuyệt vời nhất. Takarakushi ga atatte, psycho no kibun ga. Trúng sổ số quả là cảm giác tuyệt nhất. Đối với bạn là thế đúng không ạ? Mình thì chưa bao giờ được trúng sổ số, do đó là cái cảm giác tuyệt nhất của mình đó là khi mà biết tin là sẽ được đi du học Nhật Bản với học bổng. Và ví dụ số 2 chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? Kyo no shiai wa saiko datta. Trận đấu ngày hôm nay thật tuyệt. Saiko datta. Saiko ở đây mang nghĩa thứ hai là thiên về cảm xúc, đúng không ạ? Tình cảm. Từ đối nghĩa ở đây là saite, tồi tệ nhất. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở từ saite ở số 108 này. Chữ saite là ghép bởi chữ tối và chữ để, nghĩa là thấp nhất hoặc tồi nhất. Saite kyon, nhiệt độ thấp nhất. Class de saite no tensu o totte shimatta. Tôi bị điểm thấp nhất trong lớp. Saite no tensu. Saite cộng với danh từ hoặc danh từ cộng với saite đều được. Ví dụ, saite no yatsu, saite yatsu, saite no gakuse. Kiểu như vậy. Kyo no shiai wa saite datta. Trận đấu ngày hôm nay là tồi tệ nhất, kém cỏi nhất. Và từ đối nghĩa nó là psycho. Ví dụ số 3. Yowai mono ijime o suru nante saite da. Saite no hito da. Nghĩa là gì nhỉ? Cái việc mà bạn ijime, bạn bắt nạt những cái người yếu, kẻ yếu á, thì nó là một cái việc mà tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất. Còn saite no hito là người mà tồi nhất. Saisho và saigo. Saisho là tối, sơ ghép lại với nhau chỉ bắt đầu hoặc đầu tiên. Còn saigo là tối hậu, chỉ kết thúc cuối cùng. Sai, chữ sai này, chữ tối này thường cái gì nhất đúng không ạ? Đầu tiên nhất hoặc là cuối cùng nhất. Saisho ni hiragana o tsugi ni katakana o benkyou shita. Đầu tiên tôi học chữ mềm, sau đó thì tôi học chữ cứng, đúng không ạ? Nihon ni kita bakkari no koro, saisho wa nan ni mo wakaranai katta. Nghĩa là khi mà vừa mới đến Nhật Bản là chân ướt chân ráo thì lúc đầu tôi không hiểu gì cả. Tôi chẳng hiểu tiếng Nhật gì cả mà cũng chẳng hiểu được văn hóa của người Nhật gì cả, đúng không ạ? Đó là saisho thôi. Ato kara kita hito wa detsu no saigo ni narande kudasai. Những người đến sau, ato kara kita hito, thì hãy xếp hàng, narande, xếp hàng vào phần phía sau của hàng ấy, ở cuối hàng, đúng không ạ? Saigo no shukin hi ni hanabata o muratta. Nghĩa là tôi được nhận hanabata. Hanabata là bó hoa. Tôi được nhận bó hoa vào ngày làm việc cuối cùng. Điều này làm tôi thấy rất là vui đúng không nhỉ? Jido là tự động, ghép lại với nhau chỉ tự động hóa. Jido. Kono doa wa jido dakara te de akenakutemo ii. Nghĩa là vì cái cửa này là jido là tự động, cho nên không cần dùng tay mở cũng được. Jido doa là từ ghép chỉ cửa tự động. Jido hanbaiki là phiến mại cơ, nghĩa là máy bán hàng tự động. Cái máy mà dùng để bán được tự động gọi là máy bán hàng tự động. Ở Việt Nam thì rất là ít đúng không ạ? Nhưng ở Nhật thì rất là nhiều. Jido hanbaiki. Zenjido đó là toàn tự động, nghĩa là tự động hoàn toàn. Zenjido sentaki nghĩa là máy giặt tự động hoàn toàn. Jido tekina. Jido là danh từ và thêm tekina để nghĩa là mang tính gì đó. Ở đây là mang tính tự động. Shudo là ngược nghĩa với jido, chỉ thủ công, làm bằng tay. Từ số 112 là shurui, chỉ chủng, loại. Nghĩa là các loại, các shurui. Rất nhiều shurui ở đây đúng không ạ? Iroiro na shurui ga arimasu. Koen ni wa iroiro na shurui no hana ga aru. Có nhiều loại thì hay dùng shurui ga aru. Iroiro na shurui ga aru. Có nhiều loại hoa trong công viên. Shurui ga oi, shurui ga sukunai. Chỉ là có nhiều chủng loại hoặc có ít. Shurui ga hofu da. Shurui ga hofu da nghĩa là phong phú chủng loại. Suji cộng với shurui nghĩa là số lượng chủng loại. Ví dụ như ichi shurui hay ni shurui. Shu là chủng. Các bạn chú ý các từ này nhé. Từ số 113, seikaku chỉ tính cách. Tính cách, seikaku. Ano hito wa seikaku ga ii no de minna ni sukarete iru. Nghĩa là vì người kia có tính cách rất là tốt nên được mọi người sukarete iru, được mọi người yêu quý. Suki đúng không ạ? Chuyển thành suka. Akarui seikaku, tính cách rất cởi mở. Majime na seikaku, tính cách rất đứng đắn hiền lành. Otonashi là tính cách hiền lành, nghiêm túc. Seikyoku tekina seikaku là năng động, tích cực. Từ liên quan ở đây là seikaku ga ii và seikaku ga warui. Từ cùng loại là seishitsu, chỉ tính chất. Từ số 114 ở đây là seishitsu, tính chất ghép lại với nhau. Seishitsu, seishitsu. Ví dụ số 1 ở đây là kono nuno wa moe nikui seishitsu o moteru. Thì cái tấm vải này có một cái seishitsu, có một tính chất là khó bị cháy. Moe nikui, moe ru là cháy, moe nikui là khó cháy. Hitsuji wa otonashi seishitsu no robutsu da.
thì tư duy là chỉ con dê, con cừu nó đúng không ạ? Dê, con cừu, con cừu. Con cừu đó là động vật mà có tính chất, có đặc điểm, có đặc tính là rất là hiền lành. Hito wa motte umarete seisutsu wa nakanaka kaerarenai. Con người thì nakanaka kaerarenai, mãi mà không, khó mà thay đổi, khó mà thay đổi cái tính cách mà được mang theo từ khi sinh ra, hay còn nói ngắn gọn là gì nhỉ? Bản tính khó rời, đúng không ạ? Từ cùng loại là seikaku. Từ số 115 là junban, là thuận phiên ghép lại với nhau, nghĩa là thứ tự. Junban. Hapyo no junban o kimeru. Quyết định, lựa chọn, quyết định cái phần thứ tự phát biểu. Ooki shouhin kara junban ni naraberu. Thì sản phẩm được xếp theo thứ tự độ lớn của sản phẩm, đúng không ạ? Từ sản phẩm lớn cho đến sản phẩm nhỏ. Thứ liên quan ở đây là junban ga kuru, nghĩa là đến lượt. Junban o motsu nghĩa là với thứ tự, có số tự nào đó. Bang là số, jun là trật tự, lượt. Junjo là trình tự, theo thứ tự, trật tự. Từ số 116 là ban, là phiên, là số, lượt. Tsugi wa watashi no ban da, nghĩa là tiếp theo là số của tôi rồi, đến phiên tôi rồi. Ban o suru nghĩa là giữ, bảo vệ, như trong ví dụ sau. Seki o hanareta hito no nimotsu no ban o suru, nghĩa là tôi trông đồ cho người mà rời khỏi hành lý. Rusuban, rusuban là sự trông nom nhà cửa khi mà vắng nhà đó, rusuban. Ho ho là phương pháp, ho ho chữ phương với chữ pháp ghép lại với nhau. I ho ho sagasu, tìm kiếm phương pháp tốt nhất, tìm kiếm cách tốt nhất. Iroiro na ho ho tamesu, thử nhiều cách khác nhau. Atarashi ho ho de yatte miru, tôi làm thử phương pháp mới, cách mới. Ho ho ga aru, ho ho ga nai, có hoặc không có phương pháp hay cách nào cả. Shudan là thủ đoạn ghép lại với nhau, chỉ cách làm. Seihin là từ số 118, nghĩa là chữ chế với chữ phẩm ghép lại với nhau, nghĩa là sản phẩm. Sản phẩm và đồ vật mà được chế tạo ra thì được gọi là sản phẩm seihin. Kansei shita seihin o kensa suru, nghĩa là kiểm tra những sản phẩm mà hoàn thành. Đây là thuộc về trách nhiệm của bên QA, đúng không ạ? Denki seihin, denki seihin là chỉ sản phẩm điện tử. Kaden seihin là sản phẩm gia dụng. Plastic seihin là sản phẩm làm bằng nhựa. Từ liên quan ở đây đó là sản xuất lại tại nơi nào đó. Ví dụ Nihon se, Vietnam se. Nihon se là sản xuất tại Nhật Bản, có nghĩa là made in Japan đó, đúng không ạ? Plastic se là đồ nhựa. Các bạn chú ý nhé, hai cách nói này. Neagari, neagari là trị với chất thượng ghép lại với nhau, chỉ sự tăng giá cả. Neagari. Shukuhin no neagari, sự tăng giá của thực phẩm. Sekiyu ga neagari suru, neagari suru là động từ tăng giá, chỉ dầu mỏ, dầu thô tăng giá. Neagari ngược nghĩa lại là nesagari, sự giảm giá. Neage, neage ngược nghĩa với nesage, danh từ chỉ sự nâng giá và sự giảm giá. Từ số 120 là nama, chữ sinh, chỉ sự tươi sống. Nama no sakana là cá sống. Niku o nama de taberu hoặc là sono mama de taberu, nghĩa là ăn thịt tươi sống. Chúng ta có các từ ghép gì nhỉ? Nama yasai, nama zakana, nama niku, nama mono, nama biru, nama gomi. Nama yasai là rau mà tươi, cá tươi, thịt tươi hay thịt sống đó. Động vật, vật tươi nghĩa là sinh vật. Bia tươi, đúng không ạ? Hoặc là rác tươi, chỉ những cái rác nhà bếp như rau củ quả thải đó. Thì đó là những cái từ ghép liên quan đến chữ sinh, chữ nama này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu được 20 danh từ tiếp theo, từ số 101 đến một số đến 120. Chúng ta cùng nhau điểm lại xem đã ghi nhớ được bao nhiêu từ rồi nhé. Mình sẽ đọc phần tiếng Nhật thôi, các bạn sẽ tự luận ra nghĩa. Han, meshi, menkyo, oku, gohan, saiko, saite, saisho, saigo, jiro, shurui, seikaku, seishitsu, junban, ban, hoho, seihin, neagari, nama. Và các bạn hãy thử viết những từ này ra giấy xem mình đã ghi nhớ được bao nhiêu từ và ý nghĩa của nó như thế nào nhé. Còn hôm nay và đến đây thì phần chia sẻ về cách học 20 danh từ tiếp theo từ 101 đến 120 của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học Tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm
liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Gosecho domo arigatou gozaimashita.